Các bạn, nếu các bạn còn nhớ thì chúng ta có cái lúc cuối cái môn học trước ấy, thì chúng ta có cái này. Là khi mà các bạn làm về học máy, thì kể cả khi mà các bạn nghiên cứu cũng như khi mà các bạn triển khai một cái phương pháp học máy hoặc là một cái giải pháp gì đó thì nó sẽ đi qua mấy cái bước như thế này. Thứ nhất là mình phải chuẩn bị được dữ liệu, tức là mình phải xem cái dạng dữ liệu của mình là gì, đúng không? Thì với từng cái loại dữ liệu một thì các cái nhà nghiên cứu về học máy rồi các thứ từ khoảng 30 40 năm nay người ta đã nghĩ ra rất là nhiều các cái phương pháp học máy để nó phù hợp với những loại dữ liệu, từng cái loại dữ liệu một. Thế do đó chúng ta phải tìm hiểu xem cái dữ liệu của chúng ta là gì, và sau đấy là nó sẽ dẫn đến là mình sẽ chọn cái loại thuật toán nào. Ở đây thuật toán mô hình cái thứ là nó sẽ gần như là nó gần như là một nhé. Thuật toán rồi mô hình ở trong học máy nó gần như là một. Tất nhiên nó có những cái khác, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này chúng ta gần như là một. Chúng ta phải chọn một cái mô hình để biểu diễn cái dữ liệu đó. Đấy. Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, lần trước mình có là gì? Là một cái đồng xu, đúng không? Tung cái đồng xu. Đồng xu. Đây là dữ liệu chúng ta, đúng không? Là sấp rồi ngửa rồi. Đó. Đấy. Đấy là dữ liệu rất nhiều lần, n lần cái sấp ngửa, đúng đấy là dữ liệu. Sau đấy chúng ta chọn mô hình, thì chúng ta ở đây bài trước thì chúng ta chọn mô hình gì nhỉ? Bài trước là chúng ta chọn mô hình gì? Đó. Các bạn có gì các bạn chat lên đây cũng được. Mình kéo cái này nhìn. Lần trước chúng ta chọn mô hình gì để biểu diễn cái dữ liệu về đồng xu này. Lớp mình mô tả mỗi cái đồng xu đấy bằng một cái biến ngẫu nhiên, đúng không? Và biến ngẫu nhiên đấy là nó là biến ngẫu nhiên, tên nó là gì nhỉ? Có ai nhớ không? Bernoulli ạ. Bernoulli, đúng không? Tức là mình mô tả cái mình chọn cái mô hình, đúng không? Tức là mình cái đồng xu nó tuân theo mô hình là Bernoulli. Đấy. Tức là gì? Là x phải khi mà biết theta, đúng không? Như này là gì? P của x thì bằng x thì lớn bằng x thì bằng x ở đây là 0 hoặc 1, đúng không? Là bằng là chéo theta mũ x nhân với 1 trừ theta mũ 1 dưới x. Mình chọn mô hình như vậy, đúng không? Đây là mô hình của mình. Nói mô hình nó to tát nhưng mà bản chất nó là gì? Nó mô tả xem cái sự vật hiện tượng nó xảy ra với cái xác suất như thế nào. Đấy. Mô hình bản chất là để mô tả cái sự vật hiện tượng. Đấy. Mình chọn mô hình tức là mình chọn cái công thức này. Đấy, chỉ là mô hình nhé. Đây là mô hình. Để chọn mô hình. Sau đấy là mình mới bảo là gì? Là ước lượng cái mô hình nó hợp lý. Lượng mô hình hợp lý. Hợp lý. Tức là gì? Mình tìm cái số theta. Theta nó hợp lý nhất đối với dữ liệu, hợp lý nhất với dữ liệu. Dữ liệu ở đây là gì? D bằng x1 x2, đúng không? Xn. Đấy, đây chính là cái bước ước lượng hoặc là bước huấn luyện.
Đấy là bước 3, đúng không? Sau đấy mình dùng để có thể dự đoán được. Mình dùng dùng cái mô hình ứng nghiệm, dùng cái số theta đã được huấn luyện để dự đoán. Cái bước này cái lần trước mình chưa dạy, đúng không? Cái dự đoán đây nghĩa là gì? Bạn bảo bây giờ nếu mà tôi sau khi tôi đã nhìn thấy cái tất cả những cái sấp ngửa mà đã xảy ra n lần như thế, tôi tính nhầm số theta nhé. Cái bạn bạn đã còn nhớ cái công thức để cái theta nó hợp lý nhất ở đây là gì không? Theta nó bằng gì? Bằng gì? Alo, theta nó bằng gì? Bạn đang nhớ SN. đúng rồi, một phần n của gì, sum sum của x1 đến xn, đúng đấy, nó như thế này, thì đây chính là theta hợp lý nhất đấy. Đây chính là theta hợp lý nhất, chính là cái SN của mình, tức là tổng số lần ra mặt ngửa đấy, đúng không? Đấy. Và nhớ đây nhé, các bạn nhớ đây này, đây chính là bằng một cái tức là theta MLE, nó là một hàm của D nhé, đúng không? Các bạn thấy không? Cái theta MLE của mình ấy, theta mà mình ước lượng được ấy. Nhớ là theta mình ước lượng được đó là hàm của D nhé, hàm của dữ liệu. Thì cái tí này mình quay lại chỗ này, nhưng mà thế nào là hàm của dữ liệu. Đấy. Thế bây giờ mình tiếp tục cái bước cuối cùng là dùng theta để dự đoán. Ví dụ mình dự đoán ra, giả sử theta bằng 0,7, thế mình dùng dự theta như nào? Cái lần tung tiếp theo ấy, mình nên đoán cái nó sẽ ra ngửa hay ra sấp, tức là khi người ta chưa tung nhé, mình đã đoán được là cái mình đã có thể đoán được cái lần tung tiếp theo nó ra ngửa hay sấp không. Đây rồi. Có thể đoán được không? Ra ngửa tại sao? Lực. Tại sao mình lại chọn là mình đoán là lần tiếp tung tiếp theo nó ra ngửa? Vì 0,7 lớn 0,3, tức là thật ra 0,7 mình sẽ đoán đoán lần tiếp theo. Theo mà đây là chưa tung nhé. Chưa tung, đúng không? Sẽ ra ngửa. Đoán Vì dựa trên MLE. cái gì? Mình đoán dựa trên MLE thì MLE ở đây nó cho ra kết quả, nó cho ra kết quả cái theta của MLE này cho ra kết quả lớn hơn 0,5, thì là khả năng xảy ra của cái trường hợp một nó sẽ cao hơn, tức là trường hợp ngửa cao hơn. Nhưng mà nó cái xác suất rõ ràng là xác suất 0,7 nó lớn như thế, nên là nó dẫn đến việc gì? Tức là mình khi mà mình đoán một cái sự vật hiện tượng nó xảy ra ấy, thì mình lo là gì? Mình đoán sai đúng không? Thì nếu mà mình đoán đúng thì cái MLE này nó tăng lên, thì cái theta MLE tăng lên, nhưng mà nếu mà mình đoán sai thì theta MLE nó giảm đi, thì cái Không, cái theta MLE là nó không thay đổi đấy nhá, không không nó không không liên quan gì đến lại cái chuyện ước lượng đã huấn luyện rồi, huấn luyện xong hết rồi. vâng. Tức là bây giờ mình còn chưa tung lần tiếp theo cơ mà, mình chưa tung lần tiếp theo, nhưng mà mình đã dự đoán được một cái gì, cái này chỗ này các bạn để ý này, mình đã dự đoán được cái việc là gì? Nếu mà tôi đoán là ngửa nhé, thì cái xác suất để tôi sai là bao nhiêu? 0,3. Là 0,3, tức là cái xác suất của tôi, còn nếu mà tôi đoán là sấp
thì xác suất để tôi sai là bao nhiêu? 0,7. 0,7. Như vậy là nếu mà tôi đoán là ngửa ấy, thì cái xác suất của tôi sai sẽ nhỏ hơn là khi mà tôi đoán đó là sấp. Đấy. Vì nhé, vì nó có một cái này, tức là P của error, tức là đoán lỗi ấy. Tức là một lần đoán lỗi của mình ấy, sẽ bằng 1 trừ đi cái theta MLE này, bằng 0,3, và nhỏ hơn cái việc nếu đây đoán ngửa trong cái text. Nhỏ hơn là đấy. Như vậy là mình chọn, tức là cái trực giác của mình, đúng không, cho thấy là gì, mình chọn là ngửa. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa ấy là gì, là cái xác suất lỗi của mình ấy nó sẽ thấp. Khi mà mình muốn đoán bất cứ cái gì ấy, muốn ra một cái quyết định gì ấy, thì mình mong muốn là cái quyết định đấy nó sai càng ít càng tốt, cái khả năng sai của nó càng ít càng tốt đấy. Đúng không? Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ sang đây, chính là cái bắt nguồn của một cái bài toán gọi là bài toán phân lớp. Tức là bây giờ mình, nếu mà mình cho mình một cái dãy đồng xu như này, thì mình bảo cái đồng xu tiếp theo là sấp hay ngửa, thì đấy chính là cái ra quyết định phân lớp. Nhưng mà đây là cái quyết định phân lớp là nó lại còn nó chưa có, gọi là chưa có cái ứng dụng gì là lớn được, đúng không? Tại vì mình chưa sử dụng những cái dữ liệu nó to hơn. Đấy, bây giờ mình, nếu mà mình đưa thêm những cái dữ liệu khác vào, ví dụ mình bảo là bài toán phân lớp chữ số Mnist chẳng hạn nhé. Mình search cái Mnist cho các bạn xem. Cái Mnist này nó gần như là Hello World của cái ngành học máy, là ai thì cũng sẽ giới thiệu cái này. Đây, cái dữ liệu nó ở đây. Đây nó không có. Đây, Mnist xem đây thì rõ hơn. Đây, đây là dữ liệu Mnist. Mnist nó bảo là gì? Bây giờ tôi cho các bạn một cái ảnh tí, nếu mà dùng Mnist thì nó lại 10. Rồi. Nếu mà cho các bạn một cái ảnh từ đây là một cái ảnh, là bài toán là gì? Là cho một cái ảnh 28x28. Và là ở ảnh xám nhé, ảnh xám. Các bạn biết ảnh xám là gì rồi đi? Chưa. Ảnh xám tức là cái ảnh mà nó chỉ có cái mức xám của các cái điểm ảnh thôi, tức là ảnh đen trắng, bản chất là ảnh đen trắng. Nó chỉ có mức xám từ 0 đến 255. Tức là cho các bạn một cái bảng số 28x28, các cái con số nó chạy từ 0 đến 255. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải phân lớp ra, phân lớp các ảnh đó, ảnh đó vào các đoán xem chữ số là gì, đúng không? Đoán chữ số từ 0, 1 đến 9. Số từ 0 đến 9 nhé. Đấy là cái bài toán Mnist đây. Đây bộ dữ liệu này, còn cái gốc để download dữ liệu đó ở đây. Đây các cái training set để test set các thứ này nhé. Training set là gì? Chính là cái bộ dữ liệu mà các bạn dùng để huấn luyện. Test set là gì? Là cái bộ dữ liệu mà các bạn dùng để kiểm tra xem là cái mô hình của các bạn nó có
dự đoán đúng hay không. Đấy. Thế thì người ta sẽ cho các bạn là training set image, tức là tất cả những cái ảnh 28x28 đó. Training set label chính là gì, là cái nhãn là các cái ảnh trong training set đấy là từ 0 đến 9, đúng không? Tương tự như thế ta cho test set. Nhiệm vụ các bạn là đào cái này về, sau các bạn làm thế nào để ra được một cái mô hình có thể đoán được. Đoán được. Thế đây là bài toán, đây là bài toán phân lớp 10 lớp nhé. Đây là bài toán phân lớp. Bài toán phân lớp nhiều lớp. Tiếng Anh nó là multi class classification. Thì bài toán này có vẻ bắt đầu thực tế hơn rồi đúng không? Bài toán này là bài toán rất thực tế, tại vì là nó chính là cái bài toán mà các cái bưu điện của Mỹ ấy, thì khi mà người ta gửi thư thì người ta sẽ viết các cái con số của cái bưu điện mà sẽ nhận cái thư đấy ấy. Tức là từ cái tôi viết một cái thư thì tôi sẽ phải biết cái người tôi sẽ gửi đến đấy nó thuộc vào cái bưu cục nào. Thế thì mỗi bưu cục nó sẽ có một con số là con số 5 chữ số. Và cái bưu điện ấy bây giờ người ta sẽ dùng một cái máy người ta đọc. Thế thì cái máy đấy nó có nhiệm vụ là đọc tất cả những cái 5 cái con số đấy ở trên cái phong bì thư ấy, và nó sẽ phân phát vào những cái xe chở thư để nó chuyển tiếp đi. Đấy, là nhiệm vụ của các cái bưu cục, là nó dùng cái hệ thống này. Và vì thế nên là nó đòi hỏi là cái việc mà nhận dạng các cái con số này nó phải cực kỳ chính xác. Tại vì số lượng thư của Mỹ là hàng ngày hàng hàng chục triệu cái thư nó gửi ở trong nước Mỹ. Nên là nếu mà cái ông chỉ cần là ông nhận sai một con số thì nghĩa là gì? Là vài nghìn cái thư bị gửi sai rồi. Vài chục nghìn cái thư chứ. Các bạn nhân 1 triệu với cả 1% đúng không? Thì nó là 10.000 cái thư rồi. Đấy. Nên là cái việc mà đoán một cái con số nó là bao nhiêu là nó phải cần rất chính xác ở chỗ này nhé. Đây là bài toán thật luôn. Đấy. Thế là bài toán phân lớp. Thế thì cái bài toán này ấy, thì mình mô tả nó như thế nào, mô tả mô hình hóa nó như thế nào. Thì bây giờ giả sử mình chỉ lấy ra mình làm bài toán nhỏ hơn nhé. Bây giờ mình, tại vì mình vẫn đang dùng cái phân bố Bernoulli này đúng không, nên là bây giờ mình chọn bài toán nó nhỏ hơn. Thế là bài toán phân lớp 2 chữ số thôi, 0 và 1 nhé. Đấy, mình chọn bài toán giải nhẹ hơn. Đấy, tức là mình cho ảnh sáng đấy, cũng 28x28 như vậy. Đấy, 28 như vậy. Và mình phải đoán xem là đoán chữ số 2 chữ số thôi nhé, 0 và 1. Thì cái bài này nó cũng gần giống như là đoán xem một cái đồng xu sấp vào ngửa, chẳng qua bây giờ tôi cho thêm một cái gọi là cái dữ liệu khác là cái ảnh đúng không? Thì bản chất là gì? Tôi bảo là các bạn là cái đồng xu đấy nó hình như nó có góc cạnh ở chỗ kia, chỗ này, chỗ kia, tức là tôi cho thêm thông tin của cái đồng xu đấy trước khi người ta tung. Nó cái ảnh sáng thì các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái thông tin thêm. Đấy, trước khi mình nhìn thấy cái nhãn của nó, trước khi mình nhìn thấy cái 0 và 1, tức là trước khi người ta tung thì mình đã có thêm thông tin về cái đồng xu đấy. Bây giờ mình bảo các bạn là đoán xem cái lần tung tiếp theo nó ra bao nhiêu. Đúng không? Đấy. Thế thì khi mà làm những bài toán này ấy, thì cái người làm nghiên cứu người ta sẽ không không làm trực tiếp cho một cái loại ảnh hay là một cái loại dữ liệu nó cụ thể là 28x28 như này. Người ta sẽ bảo là gì? Bây giờ bài toán tổng quát hơn ấy là gì? Bây giờ mình sẽ bảo là cái bài toán phân lớp 2 lớp như này. Cho cái đầu vào x đây như này, tức là cho một cái đầu vào x là thuộc cái không gian
D chiều. Nếu mà ứng vào cái bài toán phân lớp chữ số 0, 1 kia thì cái D bằng bao nhiêu các bạn? D bằng bao nhiêu? D bằng 7 nhỉ? D bằng bao nhiêu? 28 nhân 28 á. 28 nhân 28 là bao 28 nhiêu? Là bao nhiêu? Bao nhiêu? 28 nhân 784. 784. Đấy, 784 đúng không? 784. Đấy, như vậy trong cái bài toán kia ấy, thì cái này D sẽ bằng 784 nhé. 784. Tức là số chiều của bài toán là 784 nhé. À, tìm phân lớp x vào một trong hai lớp y bằng, chọn một cái hàm, ví dụ hàm h của x đúng không? Như vậy là mình phải tìm cách mình phân lớp x vào một trong hai lớp. Thế ở đây dữ liệu của bài toán là gì? Dữ liệu của bài toán là gì? Các bạn bảo dữ liệu của bài toán là gì? Đây mình phải đi theo bốn cái bước này đúng không? Đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu. Tức là để mà tìm được cái hàm h như vậy ấy, chúng ta phải chuẩn bị một cái bộ dữ liệu. Không, xong sau đấy chúng ta mới nói đến chuyện là lựa chọn cái mô hình. Sau đây chúng ta mới nói đến chuyện là ước lượng cái mô hình đấy, và cuối cùng mình mới sử dụng cái mô hình đấy, đúng không? Thế thì cho đầu vào x của phân lớp x vào một trong hai lớp x và y, đấy, biết đúng không? Dữ liệu đấy, ví dụ như trong bài toán Hưng nói vẫn thiếu một tí, dữ liệu là x thì không đúng, tức là còn thiếu một tí, nó còn phải là cái gì nữa, biết cái dữ liệu D bằng, ở đây các bạn vừa đấy mình nói rồi đấy, đây chỗ này nó phải vừa có gì, vừa có cái ảnh lẫn vừa có cái nhãn thì mình mới học được cái phân lớp đúng không, phải gắn nhãn đấy, nên là phải gắn nhãn nữa đấy. Dữ liệu của nó sẽ gồm là gì, x y viết viết x1 này, y1 này, x2 này, y2 này, đấy. Tức là dữ liệu D của mình, để mình ấn Enter rồi. Tức là gì? Mình sẽ phải đây. Cho cái đầu, một cái đầu vào x thì mình phải tìm cách mình phân x vào một trong hai lớp 0 hoặc 1 bằng một cái hàm hx. Và cái hàm hx này ấy, mình sẽ được được huấn luyện thông qua cái bộ dữ liệu này. Bộ dữ liệu này là gì? Mình có ảnh thứ nhất và mình biết nó là số 0 hay không, đúng không? Số 0 hoặc số 1. Ảnh thứ hai mình biết nó là số 0 hoặc là số 1. Ảnh thứ ba mình biết là số 0 hoặc số 1. Tức mình có n cái ảnh. Đây là bài toán phân lớp hai lớp. Thế còn nếu mà bài toán phân lớp 10 lớp ở trên kia ấy, thì nó sẽ như thế nào? Cho một cái x đúng không? Phân lớp x vào một trong 10 lớp từ 0 đến 9 thì vẫn có biết dữ liệu như vậy. Như vậy là để mà nó để đơn giản thì chúng ta làm bài toán hai lớp trước, tí nữa chúng ta sẽ tổng quát nó lên nó thành bài toán nhiều lớp. Đây là một cái một cái bài toán. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào mình sử dụng một cái loại mô hình đầu tiên, nó gọi là mô hình logistic. Logistic nhé. Mô hình logistic.
Mô hình logistic là một mô hình để dùng giải cái bài toán phân lớp hai lớp. Nó dùng để mô tả cái dữ liệu ở trong bài toán phân lớp hai lớp nhé. À, mô hình logistic nó bảo là gì? Tôi sẽ mô tả cái y, cái xác suất để p của y bằng y khi mà biết x gì, tôi sẽ mô tả cái xác suất này bằng một cái biến Bernoulli khi mà biết một cái tức là cái xác suất để y nó bằng không, à bằng một đấy, nó là một cái hàm, một cái hàm người ta gọi là hàm như này của fx. Để mình giải thích dần từng cái một. Đây là một cái mô hình nhé, mình sẽ giải thích dần từng cái một. Đây là phải mỗi mấy cái dấu ngoặc nhé, thiếu một dấu ngoặc nữa. Các bạn nhìn vào đây nhé, đầu tiên này, cái y bằng y, à, y bằng một chứ quên, đây là y bằng một. Mô hình logistics nó bảo như này, là xác suất để viết này chuẩn nhỉ? Tức là cái y nó sẽ tuân thủ cái này, mình viết này chuẩn hơn. Tức là cái mô hình logistics nó bảo là y nó sẽ tuân thủ một cái xác suất, một cái phân bố xác suất là gì? Là cái phân bố đấy là phân bố Bernoulli. Phân bố Bernoulli đấy ấy, có một cái tham số theta, đúng không? Các bạn nhớ phân bố xác suất Bernoulli trên này không? Đây, theta này, cái theta đấy nó là một cái hàm sigma của fx trong đấy. Trong đó thì fx thì bằng một cái hàm tuyến tính của x gì? Thì đúng. Các bạn học đại số tuyến tính thì các thầy dùng cái ký hiệu gì để mô tả cái tích vô hướng nhỉ? Bạn nào còn nhớ thì đánh vào đây cho mình nhé. Tích vô hướng của hai vector ấy, vector virus và vector x, thì bây giờ tôi muốn lấy tích vô hướng như tôi hay dùng ấy, thì nó như này. Đó là virus mũ t cộng với cả không đấy. Tức là cái hàm f ấy là một cái hàm tuyến tính của x gì, cái hàm tuyến tính của x gì. Như vậy virus ở đây nó sẽ có bao nhiêu chiều? 784 chiều, đúng không? Thì nó mới nhân vô hướng được với cả cái vector 784 chiều kia. Đấy. À, vector d chiều ấy. Vậy virus sẽ phải có d chiều. Đấy, và đây, cái hàm này là cái hàm chủ đạo của cái mô hình logistics, là người ta gọi là hàm sigmoid. Đây là trên nhầm chỗ này rồi. Cái hàm sigma này này, sigma của một con số, ở đây con số đấy là một hàm tuyến tính của f của x gì nhé. Cái hàm sigmoid ấy nó là một cái hàm từ 1 đến 1 chia cho 1 cộng e mũ trừ x. Mình cứ đưa ra công thức như này thì bây giờ mình sẽ giải thích dần từng cái một nhé. Bây giờ cái ý nghĩa của fx là gì? Bây giờ nếu mà tôi lấy một cái gọi là linear logistics nhé, regression nhé, mình có lấy cái mã đây nhé. Xem một cái này lấy một cái ảnh này ra, copy
Bây giờ các bạn nhìn vào cái ảnh này. Một cái hàm tuyến tính ấy, thì ở chỗ này nó chính là gì? Fx bằng 0 đúng không? Cái đây là một cái đường tuyến tính mà. Thì cái trên cái đường này ấy, thì cái fx nó sẽ bằng 0. Còn rời xa khỏi cái đường này ấy, thì fx nó sẽ ví dụ như là cái nếu mà cái vđúp của nó mình cái này nó cho vẽ màn hình không nhỉ? Mất rồi. Khi mà cái x mà nó rời xa khỏi cái đường này ấy, thì cái khoảng cách từ từ cái điểm đó đến cái đường đấy được tính như nào? Bạn nào còn nhớ không? Cái khoảng cách từ đây đến cái đường này này là bao nhiêu? Ví dụ khoảng cách Euclid thôi, khoảng cách các bạn chiếu vuông góc đúng không? Căn bậc 2 x 1 bình cộng 2 bình ạ. Căn bậc 2 x 1 bình x 2 bình á? Không không phải, chạy thế. Khoảng cách từ cái x này đến cái đường này này. Tức là nếu mà tôi cho các bạn một cái phương trình đúng không? Một cái phương trình là vđúp mũ t x gì cộng với vđúp 0 bằng 0. Bây giờ tôi cho các bạn cái phương trình như này. Đây là phương trình tuyến tính ở trong không gian d chiều đúng không? Thế thì bây giờ hỏi là một cái điểm x bất kỳ, điểm x trong thuộc không gian R mũ d đấy. Thì nó cách cái mặt phẳng trên là bao nhiêu? Lấy y trừ cho y sao, cộng với y sao bằng f bằng Bernoulli của đây này, các bạn nào nói bằng y một khoảng cách từ y đến khoảng cách từ x đến đường thẳng đó tính tính bằng y trừ cho y sao, trong đó y là điểm giá trị của dữ liệu, còn y sao là cái giá trị của đo được bằng biến biểu diễn bằng fx ạ. Sao lại thế nhỉ? Cái này nó chỉ là công thức tính khoảng cách thôi mà. Vâng ạ. Công thức tính khoảng cách của một điểm này, một điểm bất kỳ đến cái mặt phẳng này thì nó bằng là gì nhỉ? Bằng vđúp mũ t đúng không? X thì cộng với vđúp 0. Xong các bạn lấy trị tuyệt đối, xong các bạn chia cho. Đúng không? Trị tuyệt đối vđúp. Chia cho trị tuyệt đối của vđúp thôi, đúng không? Đây là công thức hình học đấy. Đấy, đây là cái công thức này đấy. Đây chính là cái khoảng cách đấy, đúng không? Đây chính là cái khoảng cách và không mất tính tổng quát đúng không? Tôi có thể giả sử là cái độ dài của virus nó bằng 1, thế như vậy là gì? Nó bằng luôn vđúp mũ t x cộng không, mình không mất tính tổng quát rồi. Mình giả sử là vđúp, để giả sử là vđúp bằng một nhé. Đấy. Giả sử là vđúp bằng một, tại vì cái phương trình kia thì mình có thể nhân vđúp không với một số bất kỳ đúng không? Nó vẫn bằng không. Đúng rồi, bạn Vĩnh nói đúng đấy. Nên là mình luôn tính được cái khoảng cách. Như vậy là cái bản chất là cái hàm vđúp tx cộng vđúp 0 ấy, nó chính là khoảng cách cái hàm fx này, nó chính là khoảng cách của một điểm bất kỳ đến cái đường tuyến tính này. Được. Thế nếu mà khoảng cách đấy ấy, mà là dương thì nó sẽ nằm ở một phía, mà khoảng cách là âm thì nó sẽ nằm ở một phía khác. Được. Tức là nếu fx ví dụ lớn hơn không thì mình sẽ gán x gì vào cái lớp số 1. Còn fx
mà nhỏ hơn 0 thì mình sẽ gán x vào lớp 0. Và mình có luôn được một cái nữa là cái fx ấy, nó chính là khoảng cách. Thế nếu mà khoảng cách đấy càng xa thì sao? Khoảng cách đấy mà càng xa thì cái gọi là cái quyết định của mình nó càng chính xác hay là càng càng khó? Càng chính xác. Càng chính xác, nó khoảng cách nó càng tức nó rời xa khỏi cái đường phân cách đấy càng lớn. Càng chính xác. Xác mà mình đúng ấy. Cái khả năng của mình đúng nó càng chính xác. Còn nếu mà cái đường đấy mà nó cái điểm đấy nó càng gần vào cái điểm càng cái đường phân cách ấy thì mình sẽ thấy là gì, là mình rất khó quyết định, là chuyển những kiểu nó càng gần 50-50 ấy, đấy, càng khó quyết định đấy. Thế thì đến lúc lúc đấy nó chính là cái sigma. Thì nếu bây giờ mình cho các bạn xem cái hàm sigma nhé, hàm gọi nó gọi là hàm sigmoid. Đây, cái hàm này là hàm sigmoid đây. Lấy cái hàm này làm sigmoid. Đây. Hàm sigmoid nó có một cái đặc điểm là gì? Khi mà z mà lớn hơn 0. Z mà lớn hơn bằng 0 thì sigma của z sẽ lớn hơn hoặc bằng 0,5. Đấy. Còn khi mà z mà nhỏ hơn 0, một lúc sau nó biến mất rồi. Đây là thì sigma z nhỏ hơn 0,5. Như vậy là gì, bản chất cái hàm sigmoid ấy là một cái hàm nó biến một con số thực bất kỳ trở về nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Đó. Và nó có cái tính chất là gì, khi mà z mà nó vượt qua cái số 0 ấy thì cái sigma z nó cũng sẽ vượt qua một cái ngưỡng là 0,5. Như vậy là khi mà z lớn hơn bằng 0 ấy thì cũng giống như là cái trường hợp mà dự đoán cái đồng xu ở trên này này, tức là cái ngưỡng cái xác suất để thuộc vào lớp 1 ấy nó bắt đầu vượt qua 0,5 thì mình lúc đấy mình đoán là lớp 1. Đấy. Như vậy là cái mô hình logistics bản chất là gì, nó đo cái khoảng cách của một điểm đến một cái đường thẳng, và nếu mà cái khoảng cách đấy mà là dương thì mình bảo là nó là gì, là lớp lớp 1 với một cái xác suất là sigmoid của cái khoảng cách đấy. Hàm sigmoid của khoảng cách đấy. Đấy, đấy chính là ý nghĩa của cái mô hình logistics nhé. Đấy. Nó rất là trực quan đấy thôi, công thức thì nó thế này. Nhưng mà nó trực quan là gì, là mình thật ra bản chất là mình đo khoảng cách ở đây. Đấy, đo khoảng cách xong thì mình sẽ cho nó cái khoảng cách ấy qua một cái hàm sigmoid. Và cái kết quả mình nhận được thì chính là cái xác suất để nó là ngửa hoặc sấp, là 1 hoặc 0. Đấy gọi là mô hình logistics. Có ai hỏi gì chỗ này không? Mình đi kỹ một tí để các bạn, đây là cái mô hình đầu tiên các bạn học. Đấy, thì nó cũng sẽ tuân thủ theo tất cả những cái bước, 4 cái bước ở trên này thôi. Thế nhưng mà từng cái bước một nó có ý nghĩa nhất định. Có bạn nào hỏi về chỗ này không? Nếu mà đúng ra là hồi quy logistics nhé. Tiếng Anh là logistic regression. Các bạn nào hỏi chỗ này không? Vĩnh thì dùng cái hai cái dấu ngoặc nhọn kia để mô tả cái khoảng cách. Thế này nó lại mất rồi, lạ đấy nhỉ, kỳ.
Do thằng này nó không cho mình đợi gì mình xem. Có một cái to hơn. Đây, lấy cái này cho nó to hơn. 1.000 ở đây, đây là nhiều to. Câu hỏi rất hay, lực hỏi rất hay. Nó là hồi quy nhưng mà nó lại là hình khối lớp. Tại sao thế? Thì nó chỉ là một cái gọi là cái do người ta gọi nó quen thuộc thôi nhé. Nó sẽ xuất phát đầu tiên là xuất phát từ mô hình tuyến tính. Lúc đầu tiên người ta hay làm với hồi quy tuyến tính. Thì cái mô hình này xuất phát từ một cái hàm tuyến tính, người ta cứ, và sau đấy mình lắp thêm một cái hàm này còn có tên là logistic nữa. Thế là cái người ta quen gọi là đi đây là hồi quy logistic là vì thế. Đấy, nó lắp thêm một cái hàm logistic vào đằng sau một cái hàm tuyến tính. Ngày xưa người ta hay dùng hồi quy tuyến tính mà. Đấy. Lắp thêm cái này vào thì người ta gọi chung cái mô hình nó của hai cái này là hồi quy logistic thôi. Nó thành một cái như kiểu một cái tên gọi đó, người ta gọi đầu tiên nên là sau đấy người ta không sửa nữa, người ta không sửa thành 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 logistic classification được nữa. Chưa chọn được cái hình nó đẹp nhỉ. Đây rồi. Đây cái này. Hình đẹp như thế. Kiểu như nó không đau được về thế là nó thế cái số này nó cứ quay mãi nó không quay được thì nó tắt luôn rồi mình. Rồi có ai hỏi thêm gì không về chỗ này? Như vậy mô hình logistics bản chất là gì? Nó đo khoảng cách từ một điểm đến một cái mặt phẳng và nó dùng khoảng cách đấy nó cho qua một hàm gọi là hàm sigmoid. Đấy, nó không lấy được. Khổ thế. Nên là cho qua hàm sigmoid. Hàm sigmoid xong thì nó sẽ hàm sigmoid xong thì nó sẽ được một cái xác suất. Xác suất đấy là xác suất của cái lớp đấy bằng 1. Alo. Đấy, như vậy là tiết 1 tôi đã mô tả được cái mô hình rồi, tức là tôi được đến được cái bước 2. Bước 2 rồi của cái mô hình này. Thế bây giờ mình nghỉ một chút. Chúng ta tiết sau chúng ta sẽ vào cái phần ước lượng mô hình. Và tiết 4 thì mình sẽ sử dụng mô hình này. Riêng cái phần đưa lên mobile web server này thì chưa, nhưng mà tôi sẽ làm đến cái phần này. bằng cốt cho các bạn xem. Rồi, thế mình nghỉ một chút đi. Chúng ta lại vào lớp sau. Nghỉ chút nha, 10 phút nha. Đến khoảng 8 giờ thì lại chúng ta lại quay lại.
Alo, mình quay lại lớp nhé. Alo, các bạn còn đấy không? Có. À, mình tưởng một sự im lặng đáng sợ. Rồi. Đấy thì như vậy lúc đấy mình viết thì cái quyết định phân lớp nó sẽ như thế này. Là hx sẽ bằng 1 nếu mà fx lớn bằng 0. Còn hx mà bằng 0 nếu mà fx nhỏ hơn 0. Thì đấy là cái hàm hx. Hàm hx này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phân lớp dựa vào một cái hàm là f, là một hàm tuyến tính. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thứ 3 của cái mô hình này. Thế sau khi mình đã chuẩn bị được dữ liệu rồi, cái dữ liệu của mình đây là dạng vector đúng không? Vector là xy, x là vector, còn y là thuộc vào cái 0,1. Sau đấy mình đã lựa chọn được cái mô hình là Bernoulli của fx. Cái này nếu mà viết chính xác ra là phân bố của y khi mà biết x bằng x nhé. Thì viết chính xác ra thì nó viết như vậy. Tức là khi mà biết x bằng bằng x thì nhỏ thì phân bố của y là bao nhiêu? Thì phân bố của y là cái phân bố Bernoulli. Rồi bây giờ mình sang phần huấn luyện. Thì mình cũng tuân thủ một cái các cái bước của một cái việc huấn luyện một cái mô hình mà hợp lý cực đại, đúng không? Thì theo nguyên tắc MLE, đúng không? Theo cái nguyên lý MLE thì mình lại làm những bước nào. Đấy. Bước thứ nhất là mình phải viết được cái sự hợp lý, tức là công thức của cái sự hợp lý của L của ở đây. Bây giờ cái L, cái theta của mình ấy, bây giờ nó là bao nhiêu? Là cái gì? Tức là tham số của mô hình là cái gì? Ở trong cái mô hình này, ở trong toàn bộ cái mô hình này, mô hình hồi quy logistic này, thì tham số của nó là cái gì? Tham số của mô hình này là cái gì? Là cái gì? W và W0, đúng không? Là hai cái tham số của mô hình này. Như vậy là cái sự hợp lý ấy, của chúng ta sẽ là sự hợp lý của V đúp và V đúp không nhá. Đầu tiên phải viết được cái này á, cái sự hợp lý này á. Sự hợp lý nó bằng gì nhỉ? Theo bài trước sự hợp lý nó bằng gì? Bằng xác suất của dữ liệu đúng không? Xác suất của dữ liệu. Ở đây mình có dữ liệu là như này. Đấy, xác suất của dữ liệu. Đấy, như vậy là mình viết là sự hợp lý của dữ liệu ấy là bằng chính là bằng xác suất của y1 y2 yn khi mà viết x. Đúng không? Tại vì cái mô hình của mình ấy là mô hình dự đoán y. Mô hình của mình là mô hình dự đoán y khi mà viết x. Đó, mô hình của mình ấy, các bạn nhìn mô hình của mình, tức là dự đoán y khi mà viết x. Thì như vậy là mình phải viết được cái xác suất này. Đấy, xác suất này được bằng gì? Do mình giả sử nó các cái biến nó độc lập, đúng không? Nên là nó bằng tích p của gì? Y khi mình biết y gì đó. Và theo cái phân bố Bernoulli ấy thì nó bằng gì? Bằng cái viết như trong sách, cái sách mà mình đưa cho các bạn là mu y mũ y. Đấy. Nhân với 1 trừ y mũ 1 trừ y
với bằng sigma của f xi. Nhớ, theo cái phân bố này, phân bố Bernoulli đúng không? Phân bố Bernoulli nó bảo là gì? Y sẽ bằng 1 khi mà với xác suất là sigma của fx. Nếu bạn nào còn nhớ cái phân bố Bernoulli của mình đây, phân bố Bernoulli ở trên này đây. Đấy. Phân bố Bernoulli của x khi mà biết tham số theta thì bằng theta mũ x nhân với 1 trừ theta mũ 1 trừ x. Ở đây mình thay x bằng y nhé, thay x bằng y. Thế như vậy là gì? Sẽ bằng cái bên trong này này, cái sigma mũ fx này này, mũ y nhân với 1 trừ cái sigma này, mũ 1 trừ y, đúng không? Lớp thấy có đúng không? Đây cái phân bố Bernoulli ở trên này đây. Mình thay x bằng y nhé, thì sẽ là theta mũ y nhân với 1 trừ theta mũ 1 trừ y. Sau đấy mình lại thay theta bằng cái sigma này. Đó, bằng cái sigma này. Sigma fx này thì nó sẽ ra được cái công thức này. Bằng mu y mũ y nhân với 1 trừ mu y mũ 1 trừ y. Trong đấy mu y sẽ bằng sigma của fx y. Lớp có đồng ý với tôi chỗ này không? Đây mình có dấu bằng, thiếu dấu bằng. Lớp đồng ý chỗ này không? Đó chính là cái Bernoulli mà mình học tuần trước ấy. Chẳng qua bây giờ là gì? Mình cái xác suất để y bằng 1 ấy, nó là một cái hàm sigma mũ sigma của fx. Đúng không? Thì bây giờ mình thế cái sigma của fx đấy vào trong cái công thức của Bernoulli ấy, thì nó sẽ ra cái công thức này. Đó, hoàn toàn nó là chỉ thế mà thôi. Đấy, nó xuất phát điểm của nó là mô hình là Bernoulli của cái này. Đấy, nên là bây giờ mình thế nó vào thì nó sẽ được cái công thức này. Trông thì ghê rợn thế này đúng không? Nhưng mà nếu các bạn lấy cái log của nó thì nó rất dễ. Đấy. Lấy log. Thì được cái gì? Sẽ bằng tổng đúng không? Log của tích thì bằng tổng y này chéo log của mu y đó cộng với 1 trừ y log của 1 trừ mu y. Đó. Thì đấy là cái hàm log. Và mình cần phải cực đại hóa cái hàm này, cái hàm L này, đúng không? L này. Để xem nào. Viết thế này nó chưa đẹp lắm. Đây nếu mà các bạn xem trong quyển sách ấy, nó sẽ lấy trừ log nhé. Trừ của log thì chỗ này sẽ bằng trừ dấu trừ đây. Dấu trừ ở đây. Trừ y trừ cái này. Bây giờ mình phải cực đại hay cực tiểu nhỉ? Cực tiểu đúng không? Vậy mình sẽ cực tiểu hóa. Ba là cực tiểu hóa. Cái này nó gọi là negative log likelihood nhé. Đấy, viết tắt là NLL trong quyển sách ấy là NLL. Cực tiểu hóa cái NLL đấy thì sẽ được cái gì? Cực tiểu hóa là cực tiểu hóa theo vđ và vđ0 nhé. Vđ0. Ở đây ấy, thì mình cái cách làm ấy thì vẫn là phải lấy đạo hàm. Lấy đạo hàm của cái hàm này để cực tiểu hóa một hàm ấy thì mình sẽ lấy đạo hàm xong mình đặt bằng 0. Đấy là cách làm của cái bài trước đúng không? Bài trước. Tuy nhiên là với cái bài này ấy, thì chúng ta hơi khó để có thể mà đặt bằng không một cái biểu thức nó, tức là mình giải được cái phương trình này, để giải được phương trình là nó có mấy phương trình, có hai phương trình là phương trình đó, mình đặt bằng không nó có hai phương trình, nếu các bạn định giải nó thì nó sẽ có hai phương trình như này.
Nó có hai quy trình như thế, tức là một cái là đạo hàm của virus bằng không và một cái đạo hàm của virus không bằng không. Tuy nhiên là cái phương trình này các bạn thấy là bên trong nó còn có sigma rồi. Sigma rồi virus không, sigma rồi là một hàm tuyến tính bên trong rất là khó để mà có thể giải được. Thì người ta không giải bằng cái cách là sử dụng giải phương trình này, mà người ta giải bằng cái cách là sử dụng cái phương pháp xuống đồi. Có xuống đồi. Sử dụng phương pháp xuống đồi. Ở đây là phương pháp, ở đây xem có cái hình là nó dễ nhìn không. Gradient descent đây. Phương pháp là phương pháp xuống đồi đây. Mình lấy cái hình này nó dễ. Cái này sao nó cứ bị 0%. Cái hình nó nhỏ vậy. Hay con hình nào to hơn. Hình này đây, hình này nó về. To hơn. Rồi. Nhầm đâu rồi. Thì cái phương pháp xuống đồi theo đạo hàm ấy, nó là phương pháp như thế nào? Các bạn tưởng tượng đây là mình hàm một biến thôi nhé. Hàm một biến thì medium lấy được. Medium giờ này nó bị làm sao ấy? Đây nhá, nếu mà mình có một cái hàm số, một hàm số thì bình thường ấy, mình muốn tìm cực trị của nó thì mình sẽ đi tìm vào cái điểm f, cái đạo hàm nó bằng không, tức là cái số dưới cùng này, đúng không? Tuy nhiên là nếu mà mình đang ở một cái điểm mà không phải là có đạo hàm bằng không ấy, thì mình sẽ đi theo hướng nào để mình đạt được cái cực trị này. Ở đây biến mình cần là biến virus nhé. Thế thì nếu mà các bạn xét ở cái điểm này, điểm này đạo hàm nó dương hay âm nhỉ? Cái điểm này thì đạo hàm nó dương hay âm? Hàm đang tăng thì đạo hàm là dương đúng không? Thế là mình muốn là giảm đi, nên là mình sẽ đi cái hướng ngược lại, tức là cái hướng âm ấy. Tức là mình sẽ đi theo hướng bên trái này, đi theo hướng bên trái thì nó sẽ đến được cái chỗ này. Ngược lại, nếu mà mình đang ở phía bên này thì đạo hàm nó là âm đúng không, thì mình sẽ đi theo hướng dương, tức là hướng ngược lại, và nó sẽ đi sang phía bên phải. Thế như vậy là ở bất cứ trường hợp nào ấy, thì nếu mà mình đi ngược lại cái hướng của đạo hàm, ngược dấu của đạo hàm, thì mình sẽ đi được đến cái cực trị. Như vậy là cái thuật toán mà dùng để cực tiểu hóa cái này, người ta gọi là thuật toán xuống đồi. Xuống đồi bằng đạo hàm. Tiếng Anh nó là gradient descent. Nó bảo là gì? Cái này là khó nhé. Cái này rất khó để giải. Giải phương trình. Mình làm ngược lại là mình sẽ sử dụng một cái phương pháp gọi là phương pháp xuống đồi. Phương pháp này nó bảo là bây giờ tại bất cứ vị trí nào tôi sẽ tính cái đạo hàm ra. Tôi sẽ bảo là virus sẽ bằng virus trừ đi một cái lambda nào đấy, nhân với cả cái này, lấy luôn cái này để đánh lại. Về đúp sẽ về đúp mà trừ đi
một cái lambda là đấy. Thì đúng không cũng vậy. Đây. Tức là nếu mà tôi đi ngược lại cái hướng của đạo hàm, và tôi đi ngược bằng cách là gì, tôi nhân lambda với một cái đạo hàm, và tôi đem cái virus trừ đi cái đấy, và virus không cũng trừ đi cái đạo hàm đó, đạo hàm tương ứng đấy. Đấy, thì mình sẽ có được cái công thức để mình chuyển cái này, cái số này nó hơi không chuẩn lắm nhỉ, không thẳng hàng, cho thẳng hàng đấy. Thì mình sẽ đi ngược lại hướng đạo hàm. Và có cái điểm rất hay là gì, khi mà mình đi ngược như thế, mình đi ngược như thế thì khi kể cả khi mình đi quá sang bên này thì nó cũng sẽ gì, đi ngược lại, hoặc đi quá sang bên này nó sẽ đi ngược lại. Đấy, như vậy là cái việc đi đấy nó cứ dao động một lúc thì nó sẽ tiến được đến cái điểm cực trị đấy. Đấy là phương pháp xuống đổi bằng đạo hàm, thì bằng cách là mình cứ đi ngược lại thế thôi. Đúng. Nếu các bạn đọc kỹ ở trong cái quyển này, đây mình mở ra, mình đọc, các bạn đọc xuống phía dưới này, là chương 10 nhé. Đây, cái phần maximum likelihood này. Đây, lấy đạo hàm này, đúng không? Sau đấy là mình đi ngược lại hướng đạo hàm. Đây, lấy đạo hàm của đây, mình sẽ có được cái công thức này. Đây công thức để ngược lại. Thế, bây giờ mình sẽ đi vào mình tính nhé. Mình tính cái đạo hàm này. Đấy, thì nếu các bạn thôi rồi mình làm cái này một lần thôi, còn lần sau các bạn đọc sách nhé. Đấy, bây giờ mình tính này. Bây giờ làm thế nào để tính được đạo hàm của cái hàm này đối với virus và virus không? Đối với virus không, các bạn có thể tính như này. Ở đây công thức nó như này, vậy mình sẽ tính nhé. Đầu tiên mình đạo hàm của virus. Của virus không nhé, tính như này chưa? Nó bằng cái gì? Đây. Công thức ở trên kia rồi thì nó sẽ bằng là gì, mà hôm trước mình đã tính được cái đạo hàm đối với cả mu i rồi đúng không? Bạn nào còn nhớ cái công thức đạo hàm đối với cái mu ấy, này đây đạo hàm nó đây chính công thức đạo hàm này đúng không? XI nhân với 1 trừ theta chính là mu của mình đây. Đó. Đấy, đây là đạo hàm đối với mu. À đối với mu. Nhá. Yeah. Xong sau đấy mình lại phải lấy đạo hàm của mu đối với gì? Mới virus. Đấy, quay lại. Rồi, bây giờ mình tính này. Đầu tiên là nó bằng là sum của y bằng 1 mũ n của kéo ra. Làm cái này một lần thôi để các bạn thấy là cái cách người ta đi hướng sau này, các bạn mình sẽ bảo các bạn đọc sách chỗ nào thôi nhé. Đúng không? Công thức này có chuẩn không? Các bạn học giải tích rồi, đúng không? Thì mình lấy đầu tiên mình lấy đạo hàm của L cho từng cái mu i một. Sau đấy mình lại lấy đạo hàm của mu i. Mình lại lấy đạo hàm cho virus. Đúng không? Đấy.
nhớ là mu y nó bằng cái công thức này nhé, bằng công thức này. Đấy. Như vậy đạo hàm với mu y ấy thì sẽ bằng gì? Trong cái tổng này chỉ có một cái mu y thôi đúng không? Nên là mình chỉ cần lấy đạo hàm của một cái thôi thì nó sẽ bằng y chia cho mu y, xong cộng với cả y chia cho mu y, tức là trừ y mu, cộng với cả một trừ y chia cho một trừ mu y đúng không? Copy này. Đó. Xong là một cái ngoặc này. Y. Đây sẽ là gì? À. Y. Đó, đây là có dấu trừ. Đạo hàm của cái y này mà, ở phía trên này này. Y log mu y đúng không? Là 1 trên y có dấu trừ ở đây. Đây có dấu trừ xong thêm một dấu trừ ở đây thành dấu cộng. Như vậy mình sẽ có cộng đúng cái frac này. Như đây là 1 trừ đúng không? Đây là 1 trừ. Đấy. Đây là cái đầu tiên. Đúng nhỉ? Đấy, đây là cái đầu tiên. Sau đấy mình lấy đạo hàm của mu y chia cho khi chia cho fx, khi chia cho vđ. Thì cái đạo hàm của cái hàm sigmoid ấy nó rất hay ở cái chỗ là gì? Cái đạo hàm của hàm sigmoid ấy thì nó bằng chính cái sigmoid đấy nhân với 1 trừ sigmoid. Đấy, như vậy là rất may cho mình là nó nó bằng là chính là bằng cái mu đấy nhân với 1 trừ mu. Ở đây mình tận dụng cái mình tận dụng cái này này, sigma z mà phẩy nó bằng sigma z nhân với 1 trừ sigma z. Mình dùng cái hằng đẳng thức này. Các bạn cứ thử đạo hàm của sigma z này, cái sigma z này khi đạo hàm cho z ấy thì nó sẽ đúng bằng cái công thức này. Bằng công thức sigma z. Như vậy là gì? Đầu tiên là mình, nếu mà mình khi mà mình lấy đạo hàm của mu y khi cho vđ ấy thì đầu tiên nó sẽ bằng là đạo hàm của đây cái mu này, mu nó bằng sigma mà, thì khi đầu tiên mình phải đạo hàm với cái bên trong này trước đúng không? Đấy. Xong nhân với đạo hàm của f khi chia cho vđ, đạo hàm của f khi chia vđ không mấy? Đạo hàm của f khi chia cho vđ ấy chính bằng x thì đúng không? Các bạn thấy không? Đạo hàm của f nó hàm tuyến tính mà. Đạo hàm tuyến tính nên là đạo hàm của x thì sẽ bằng vđ, còn đạo hàm của vđ sẽ bằng x, đúng không? Thế là mình chỉ cần nhân x y ở đây thôi. Đó. Đây chính là cái công thức đạo hàm của cái L khi chia cho vđ. Các bạn nhớ là vđ nó là một cái vector bao nhiêu chiều nhỉ? D chiều đúng không? Ở đây chính vì thế nên là mình nhân xy cũng là một cái vector d chiều. Còn cái phía bên trái này là một con số. Như vậy là mình sẽ có cái một con số nhân với d chiều thì vẫn là d chiều, rồi cộng tất cả lại với nhau đúng không? Thì vẫn là d chiều. Thế như vậy là đây là một cái gradient đấy, tức là một cái đạo hàm của một cái vector. Đạo hàm của hàm đấy chia cho một cái biến số là một cái vector d chiều cũng sẽ ra một cái vector d chiều đúng không? Nhớ cái này là tụ d chiều nhé. Đây là cái kết quả của cái phép toán tính như này, nó làm vector d chiều.
Rồi bây giờ mình trông thì nó kinh như này, nhưng bây giờ mình thử đưa cái MIUI vào bên trong này đi. Thì sẽ được cái gì? Bây giờ mình đưa cái tích này vào bên trong thì được cái gì? Được cái gì nhỉ? MIUI thì nó triệt tiêu cái này, thì vậy chỉ còn là y nhân với 1 trừ y trừ y nhân với 1 trừ MIUI đúng không? Đấy, xong cộng với 1 trừ y nhân với gì? MIUI đúng không? Đóng ngoặc lại, xong nhân với x y. Đó. Thì ở đây có cái trừ trừ y tức là cộng y MIUI thì nó triệt tiêu với cái này. Đấy, triệt tiêu với trừ này thì chỉ còn là gì? Chỉ còn là trừ y cộng MIUI đúng không? Như vậy là may quá đó, bây giờ nó đẹp rồi. MIUI MIUI trừ MIUI trừ y nhân với y. Được chưa? Đây là cái công thức đạo hàm khá là đẹp đúng không? Khá là đẹp. Và các bạn có nhận thấy cái điểm rất hay ở chỗ này không? MIUI nó là cái gì? MIUI nó là gì? MIUI ấy, nó chính là xác suất. Chính là cái xác suất mà mình sẽ dự đoán là cái số đấy à, cái x đấy nó là 1 hoặc 0 nữa. Đó, MIUI này chính là cái xác suất đấy. Thế thì cái xác suất đấy mà mình đem trừ đi y nó chỉ có hai giá trị thôi, 0 hoặc 1. Đó. Nên là gì? Nó chính là cái khoảng cách mà mình còn thiếu. Tức là cái sai lệch, đây là cái sai lệch đúng không? Cái sai lệch của cái xác suất mình tính được và cái đầu ra mình mong muốn là 0 hoặc 1. Đúng không? Tức là nếu mà y mà bằng 1 thì mình muốn MIUI bằng mấy? Các bạn y bằng 1 nhé, thì mình muốn MIUI bằng mấy? MIUI chính là xác suất để nó bằng 1 đấy. Mình muốn MIUI bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Bằng 1. Thế còn nếu y bằng 0 thì mình muốn MIUI bằng mấy? 0. 0 đúng không? Tại vì mình muốn là xác suất để mình đoán nó bằng 1 ấy là bằng 0. Đấy, như vậy là gì? Cái MIUI trừ y chính là cái sai lệch giữa cái mà mình tính được và cái mình mong muốn. Đúng không? Đấy. Đấy, như vậy là cái đạo hàm này nó có ý nghĩa rất hay, là cái đạo hàm này nó chính là cái sai lệch. Và ở đây nó được gọi là cái khi mà cộng lại trong này ấy, thì các cái sai lệch ở các cái dữ liệu. Đấy, như vậy là nếu mà viết ra nhé thì MIUI trừ y chính là cái sai lệch giữa xác suất tính được và xác suất mong muốn đối với cái dữ liệu thứ y. Đó. Thế thì cái đạo hàm ấy nó bằng cái gì? Bằng tổng các sai lệch xác suất. Nhưng mà được tái trọng số bởi dữ liệu chi. Đây, các bạn thấy không? Mình đem cái sai lệch mình nhân với xy xong mình mới cộng lại. Đấy, như vậy cái xy cái dữ liệu của mình ấy nó chính là cái trọng số của từng cái sai lệch một. Đó. Cái đạo hàm nó là tổng có trọng số của các cái sai lệch. Và các cái trọng số đấy chính là cái dữ liệu của mình, chính là cái dữ liệu ban đầu của mình. Đấy là một cái nhận xét rất là phải nói là cái nhận xét này các bạn sẽ thấy ở hầu hết tất cả những cái mô hình mà mình sẽ học từ trong cả cái khóa này.
các bạn rồi các bạn sẽ thấy là tất cả những cái gì mà mình tính toán nó đều là một cái tổng có trọng số mà được tổng có trọng số của các cái sai lệch. Đấy. Thế bây giờ mình đi ngược hướng đạo hàm thì là gì? Nếu mà các bạn cũng đợi tí làm nốt cái V đúc không nữa. Cái đạo hàm của V đúc không ấy thì nếu các bạn đặt bút xuống các bạn tính thì nó cũng hệt như thế này thôi. Đấy, nhưng mà nó sẽ chỉ ra bằng cái này. Tại vì cái xy tương ứng với cái virus không thì nó chính bằng 1 đúng không? Nếu các bạn xem cái này, virus không thì bản chất là virus không nhân 1. Đó. Cái số 1 này này thì nó chính là cái xy. Nên là khi các bạn nhân 1 ở đây nó chỉ còn cái mu y dưới xy thôi. Đây có thể bỏ xuống hoặc được. Đúng không? Nếu mà các bạn đặt bút xuống giống hệt như bên trên đúng không? Thì cái xy nó bằng 1 nên là cuối cùng mình có được mu y trừ xy này. Thế như vậy ngược hướng đạo hàm chính là cái công thức này. Thế như vậy mình có một cái phương pháp để mình cực tiểu hóa cái hàm negative likelihood này, negative log likelihood này bằng cách là mình xuống đồi ngược theo hướng của đạo hàm, công thức nó đây. Như vậy mình có được cái thuật toán huấn luyện. Như vậy thuật toán là như này, thuật toán huấn luyện logistic regression bằng gradient descent nhé. Đấy, là cái gì đầu tiên là mình khởi tạo đúng không? Một là mình khởi tạo mấy rồi. Một là khởi tạo, đầu tiên người ta hay sử dụng khởi tạo ví dụ vđ bằng 0 chẳng hạn, vđ bằng 0 luôn. Có nơi thì người ta dùng một cái số random. Hai là gì, mình lặp đúng không? Đây người ta hay là thông qua các epoch. Mỗi lần mình lặp qua cái bộ dữ liệu của mình một lần đấy, người ta gọi là một epoch nhé, epoch. Thì lặp là làm cái gì? Mình tính đầu tiên tính đạo hàm. Đó. Đạo hàm của cái này là đây với đúng không? Tính đạo hàm này đấy, đầu tiên tính đạo hàm, công thức tính đạo hàm bên trên rồi đây, hai công thức tính đạo hàm rồi đó. Sau đấy là cập nhật bằng cái công thức này đây, công thức này đây. Như vậy là cái thuật toán huấn luyện này ấy, thì nó sẽ có phải nó làm hàm đúng không, trên logistic regression nhé. Thì đầu vào của nó là một cái bộ dữ liệu D đúng không, và một cái tham số huấn luyện lambda. Mình có một cái hàm như thế, cái hàm đấy nó như này. Như vậy là cái hàm của mình là đầu vào là D, đầu vào là bộ dữ liệu và một cái hệ số học lambda. Sau đấy mình sẽ khởi tạo cái vđ và mình lặp qua các cái epoch. Epoch là một lần mình lặp qua dữ liệu ấy, tại vì để tính đạo hàm ấy thì mình phải đi qua toàn bộ dữ liệu đúng không?
để tính đạo hàm. Đây là thuật toán huấn luyện, đây là GD nhé, đây là gradient descent GD. Và mình sẽ cập nhật lại dừng khi nào. Bây giờ dừng khi nào, bạn bảo đến dừng khi nào? Đó là C chấm không chấm à? Sao nó không vào nhỉ? Không thì C nhỉ? Đấy, phải đánh ở đây. Sao nó không được nhỉ? C trở lại thành một nữa rồi. Dừng khi nào thì có nhiều cách đúng không? Nhiều cách, người ta có thể dừng khi mà epoch đủ lớn. Cái thứ hai chính là cái cách chỗ Huyền nói là đạo hàm, đạo hàm cái hai cái đạo hàm này này, đạo hàm gần tiến đến không đủ nhỏ. Đủ nhỏ nghĩa là cái chuẩn của nó ấy, cái chuẩn này này. Một cái nữa là cái một số những cái khuyến cáo là nếu mà lambda mà lớn quá thì các bạn sẽ thấy là cái hàm số nó cứ dao động xung quanh cái điểm cực trị, thì mình lúc đấy mình giảm cái lambda xuống, giảm dần lambda nhé. Khuyến cáo phải giảm dần lambda thì nó mới dẫn đến hội tụ, chắc chắn hội tụ được. Thì đấy là cái thuật toán huấn luyện logistic regression mà bằng phương pháp xuống đồi bằng đạo hàm. Thì mình đi một lần từ từ cái bước dữ liệu đến bước mô hình đúng không? Bước dữ liệu đây, đây là dữ liệu đây. Đến mô hình này, xong đến huấn luyện. Đây huấn luyện này. Huấn luyện thì mình phải tính negative likelihood, rồi tính đạo hàm rồi biến nó thành một cái thuật toán. Thuật toán như này là có thể code được rồi nhé. Đấy, các bạn có thể code lại đúng cái form như này luôn. Các công thức để tính thì có hết rồi. Đấy, trên này công thức để tính, tính đạo hàm các thứ có hết rồi. Có ai hỏi gì đến chỗ này không? Như vậy đây là hoàn đầy đủ một cái thuật toán, một cái mô hình để học máy mà mình đi theo đúng các cái mà mình đã đặt ra đúng không? Các cái bước mà mình đặt ra, người ta phát triển các mô hình cũng như thế này. Đầu tiên là người ta phải đưa ra những cái giả sử về mô hình đấy trước. Đấy. Có những người không sử dụng mô hình này có thể sử dụng mô hình khác. Đấy. Có thể sử dụng không phải Bernoulli mà có thể tí nữa mình sẽ học cái phân lớp nhiều lớp thì là categorical chỗ này. Rồi là các cái hàm, các cái để tính toán ra cái mô hình này. Fx rồi sigma rồi các thứ để đưa vào cái mô hình này. Đấy. Và tại sao người ta nghĩ ra thế thì mình lý giải cho các bạn, nó chính là cái khoảng cách. Cái lambda này người ta gọi một cái tên nữa là siêu tham số nhé. Lambda gọi một cái tên là meta parameter hoặc là hyper parameter nhé.
Thì cái lambda này mình phải chọn, mình phải thử. Phải thử. Thử thì có thể thử, đầu tiên các bạn thử bằng 1. Sau nếu các bạn thấy nó kém quá, các bạn thử bằng 0.1, giảm nó đi 10 lần, 0.01. Xong 1E, mũ trừ 3. Các bạn có thể 1E, mũ trừ 4, đúng không? 10. Nó có thể thử. Cái này phải thử nhé. Thế thì để mà hỗ trợ cho các bạn thử ấy, thì trong các cái gói phần mềm ví dụ như scikit-learn chẳng hạn, thì nó có cái grid search. Nó cho phép các bạn đi thử cái các cái tham số đó nhé. Đi thử param grid đây, tức là mình đưa vào một cái lưới các cái tham số mà mình cần phải thử, thì nó sẽ đi thử cho các bạn. Đây cái lưới các tham số này, đây thử tất cả những cái siêu tham số là phải thử tất để tìm ra mô hình tốt nhất có thể cho cái dữ liệu của mình. Thì mình đi thử thôi. Thế còn cái giảm lambda giảm như thế nào? Không có cách nào đâu Lực ạ. Cái này thường ấy, để mà tìm ra được một cái hệ số lambda mà tốt ấy, thì người ta đầu tiên người ta không chạy với toàn bộ dữ liệu một, người ta lấy ngẫu nhiên ở bên trong ra một cái cụm nhỏ để có thể thử nhanh nhé. Để thử nhanh, sau đấy mình thử mình chạy xem cái lambda nào tốt ở trên cái tập dữ liệu con đấy, xong sau đấy mình sẽ dùng cái lambda đấy cho toàn bộ tập dữ liệu. Thì đấy là cái cách người ta hay làm nhé. Tại vì mình không thể nào mình có một cái lambda mà nó tổng quát cho tất cả các loại dữ liệu được, đúng không? Đấy là cái logic thôi. Các bạn có thể tốt cái dữ liệu cho con mèo, nhưng làm sao tốt cái lambda các bạn tốt cho con chó được, đúng không? Hai cái đấy là hai cái phạm trù khác nhau, mình buộc phải thử. Mình không thể nào mình biết trước là cái dữ liệu của mình nó như thế nào. Đấy. Thứ hai nữa là cái cách giảm. Thì theo cái lý thuyết về mặt tối ưu hóa thì người ta có mấy cách giảm. Thứ nhất là giảm theo cái cách chính là cách nhân này này. Nhưng mà mình giảm thế nào nhỉ? Đây bằng mình viết đây luôn cho nhanh. Lambda t bằng lambda 0 chia cho đây là một cách nhé. Cái cách này nó đảm bảo là cái lambda nó sẽ tiến dần về không, và như vậy là chắc chắn nó sẽ hội tụ, đúng không? Lambda bằng không thì sẽ hội tụ mà. Nhưng mà cái cách này nó cũng đảm giống rất là phù hợp với cả cái phương pháp huấn luyện gọi là xuống đồi. Thì với cách này ấy, thì nó vẫn đảm bảo cái tốc độ hội tụ là tuyến tính. Để mình xem nào. Nó gọi là conversion rate. Cái này là một cái lý thuyết về đây, rate OCK này. Đấy, tức là nó là hội tụ là tuyến tính. Đây cái chỗ đấy, nếu mà các bạn thích cái món này đây, để adaptive step size xem. Đấy.